Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Sóc Cộp, qua rà soát truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch về theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, tính đến ngày 25 tháng 10, toàn huyện có trên 3.450 trường hợp. Hiện đang thực hiện giám sát theo dõi cách ly 223 người, trong đó cách ly tập trung 8 trường hợp, cách ly tại nhà 64 trường hợp, hướng dẫn theo dõi sức khỏe cộng đồng 149 trường hợp, điều trị tại khu điều trị F0 2 trường hợp, tình trạng sức khỏe ổn định. Huyện Sóc Cộp chỉ còn duy trì 2 khu cách ly tập trung của huyện và tại các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326. Huyện đang tiếp tục xây dựng phương án phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn, tiếp tục phát huy vai trò 113 tổ COVID cộng đồng và khi đón công dân trở về địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lào Minh Hùng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Sóc Cộp phải chủ động điều chỉnh kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Đề nghị các đồng chí là chỉ đạo để điều chỉnh kế hoạch, cái phương án phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo đúng cái Nghị quyết 128 và cái quyết định 4.800 của Bộ Y tế. Cái này là cái quan trọng đấy. Từ trước đây là không có dịch, bây giờ là chung sống với dịch rồi. Thì cái kế hoạch và phương án của tất cả các cơ quan đơn vị từ bản trở lên là phải điều chỉnh lại hết rồi. Ngay như là cơ quan văn phòng huyện ủy này bây giờ phải điều chỉnh rồi. Không thể như mang cái kế hoạch cũ ra được. Cái thứ ba nữa là quản lý tốt cái người đi và người đến. Cái người đi và người đến thì bây giờ các đồng chí quản lý thôi thì mới thêm một cái cấp, không có để thêm một cái cơ sở nữa là cái khai báo y tế đối với người ngoài tỉnh cái gì. Thế rồi là quản lý chặt chẽ từ cộng đồng. Thế nhưng mà chú ý cho là nên ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Sóc Cộp tiếp tục quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung, khu điều trị F0, không để lây nhiễm chéo và ra cộng đồng, xây dựng phương án tiếp nhận, phân loại, cách ly công dân đi làm ăn ngoài tỉnh về địa phương, chỉ đạo nâng cao năng lực y tế, đặc biệt trong khâu điều tra, truy vết, cách ly điều trị và tiêm phòng vaccine COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm khai báo y tế, khu vực cửa ngõ ra vào huyện Sóc Cộp.